Rồi lên bài mới luôn nha, lần đầu tiên luôn, xấu em đực luôn. Dã man chưa? Xấu em đực. Đó, chân tay to đùng. Bơi ra các anh. Chưa thay lọng luôn nha, có đuôi hết nè, toàn bộ luôn. Chưa mọc. Còn lá bóng này kìa. Sáu đực không à, đực hồn má nó nặng. Sáng em đực ha. Bữa nay ngày 16 tháng 3 đó, sáng buổi sáng quay sớm luôn lên bày mới cho anh em. Có nhiều sự lựa chọn nè, 6 con. Mua đực thì họ là thoải mái. Mà nhìn con nào không giống con nào á. Bày chó này nó đều quá. Hàng 7 kg cho lên đâu ăn, 7 kg, 7 kg, 7 kg rưỡi tùy con. Nhưng mà tầm 7 kg. Nói cho nó chắc. Đó, chùa.